mặt vàng hết nha, quá đẹp. Chào toàn thể quý vị, các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay giới thiệu đến quý vị hai con em ly mặt vàng chanh, cực kỳ đẹp nha. Mấy con này thì trưng bày rất là đẹp nha, và giá rất là rẻ quý vị. Rồi con Onkyo A912, mặt phay nhôm vàng chanh, cực kỳ đẹp luôn quý vị. Mấy con này chất vải, con trên là đời năm 390 4 La Mã nha, đẹp xuất sắc hết quý vị, cả hai con đẹp xuất sắc hết nha. Con này thì bên đây nó có một cái ốp đây, nó giống như nhìn giống do gỗ rất là đẹp, nhưng mà nó làm bằng nhựa nha quý vị. Đang đánh với đôi loa JBL, tiếng cũng rất là, tiếng nó rất là hay quý vị, mặc dù giá nó rẻ thôi. Con Onkyo giá có 2 triệu mấy, giá rất là tuyệt vời ha. Phía sau của nó đây, A912 120W, trên là đời nông 390 4 La Mã, 135W, made in Japan hết. Rồi bây giờ em sẽ sẵn nó nằm ở trên, em sẽ giới thiệu con đời nông 390 trước cho quý vị luôn ha, dở nắp ra cho quý vị xem ở phía trong luôn. Rồi em sẽ dở cái con dưới ra cho quý vị xem con dưới luôn ha. Đây, con đầy nông này thì nó đẹp keng quý vị, đây sexy ha, xuất sắc, tầm kho rất là mới luôn. Đây, nói chung thì nó mới keng thôi, vì những cái dòng này thì quý vị không phải nghĩ về cái độ mới, về chất lượng ha, nguyên zin hết nha, đến 4 con SK zin dead nguyên bản hết, tụ 8200. Đây, đây cực mới nha. Con đề nông 390 4 La Mã thì mức giá là 3,6 triệu bao ship nha quý vị, bao 3,6 triệu bao ship toàn quốc cho quý vị luôn, đẹp keng hết nha, 3,6 triệu. Rồi bây giờ em sẽ giải nắp con Onkyo A912 cho quý vị xem nha. Rồi sẵn thì em gắn cái con đề nông vô test cho quý vị xem luôn ha. Mặt mũi của nó ha, quý vị xem lại lần nữa nha. 3,6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi bây giờ quay lại với con Onkyo, con này thì cũng đẹp xuất sắc, A912. Con này thì giá nó mềm nha quý vị, thiết kế bên trong thì nó cũng khá tương tự với con đời nông nha quý vị, tăng phô cũng bằng nhau ngang ngửa ha. Con này bãi đẹp xuất sắc, tụ xin này nó chơi tụ Enna luôn nha quý vị, tụ Enna luôn ha, xịn sò nha, chơi tụ Enna luôn, hay tụ Enna. Công suất 4 công suất ha, zin nguyên bản hết quý vị. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa xiêu bước em đi. Con Onkyo này thì
giá nó là 2.300.000 đồng bao ship toàn quốc nha, vậy 2.300.000 bao ship toàn quốc. Onkyo A912 quá đẹp, giá chỉ có 2.300.000 quý vị, bao ship toàn quốc luôn, một gang nội thất cực kỳ đẹp nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.